thế đâu mọi người nha. Ngày hôm nay mình sẽ cho mọi người xem cái hộp mình mới làm nó cá bích hoa bỏ cho mọi người. Đó, không giận nha mọi người. Lâu mới nó xuống dưới đây nha. Đây là đá tổ ong thang á. Ok mọi người nào mà chơi cá bích hoa xem á liên hệ mình nha. Ở đây mình có đủ loại luôn, cá nhiều màu lắm mọi người. Nó mọi người mua lô mình nha. Ok đây mình ép cá đẹp lắm, xanh nha mọi người. Khen mình có số điện thoại bấm Zalo nha mọi người. Ok cảm ơn mọi người nha, bye bye. Oh, 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 oh